Anh Yến Sơn vô chưa? Sao mà Vâng. không thấy hình của anh đây? Thầy chào anh Yên Sơn. Anh Yên Sơn mới vào đó. Alo, chào quý vị. Anh Sơn không có Anh Yên access được Sơn. Anh camera. Sơn đâu rồi? Sao sao chịu luôn Anh thấy Sơn. Anh Yên Sơn chưa anh chưa tới hả? Yên Đây Sơn có này. đây nhưng mà không có vô camera được. Quý vị đang ở ngoài đường. Ủa sao vậy? Anh dùng cái Đang ở iPhone. trên đường. Đang ở trên đường thành cái signal nó yếu lắm. Chỉ thấy cái hiện ra chữ Yên Sơn thôi chứ không thấy hình mặt. Bonjour Bonjour. Ha, bonjour bonjour Diệt Hải ngang. anh Hai anh em lâu quá rồi, 2 năm rồi. Hơn hai bây năm giờ rồi. mình gặp trong Zoom mỗi tuần vô Zoom. Sao mà Diệt Hải sao ngồi sao mà méo xẹo vậy? Ngồi thấy còn có nửa mặt à? À, phải xích vô vậy đó. Sức khỏe anh hai bây giờ sao? Anh nói về sức khỏe đi. À, sức khỏe thì bây giờ cũng tương đối khá, tức là nó bình yên, là thay vì hồi đó là mỗi tháng phải đi vào nhà thương, bây giờ là 2 tháng mới vô một lần, và nó cũng đỡ, bác sĩ trị rồi cũng tốt, nhưng mà điều phải thận trọng luôn, tại vì ăn uống có phải thận trọng và đi ra ngoài đường phải mang mặt nạ. Tháng 3 tuần này qua với nhà chị Thủy, anh bay qua với anh bay trên này tháng 3 bay với nhà chị Sao? tháng 3 trời qua với nhà anh để bay 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 với nhà luôn. Các anh yên lặng nghe bạn bè tôi nè. Alo, chào Hồng Thủy. Dạ. Thái Yến Sơn chào. Dạ, thưa chào anh Đó Yên Khánh Sơn. Lan. Mười con số trong một kiếp trần. Tháng Không nghe rõ ngày nha, các bạn nghe. đã. Ok, rồi để tôi play ở trên thế này 10 tháng bài này là khác anh ạ, cái bài mà mười con số trong một kiếp trần tháng thi của cô Dương Dương Hồng Anh cơ anh ạ, Lưu Hồng Ánh hả? Dương Vâng Hồng vâng. Anh, cái bài bạn bè tôi mà chị Lâm Dung hát, Dương Hồng Anh, cái Bỏ cánh mạng cô hả, rừng cái cánh cô xanh bài này khác anh ạ. mà hát mà không nghe vậy trơn. Từ từ từ. Bởi vì lần đầu Anh bỏ tiên vô là vâng, được anh lần bỏ đầu vô là tiên bạn mình bè tôi của Dương Hồng Anh. Anh Minh Kiều. Anh Kiều Minh ơi. anh Đánh Thiều vô Minh ơi. là bạn bè tôi. Vâng, tôi Melinda gọi anh hoài mà sao anh không trả lời? Jacqueline bây giờ hết ra thấy hình rồi. Dạ tại em đang coi, sorry em đang coi chương trình nhạc ở trên tivi rồi, sorry. Đâu rồi mấy anh, đâu À, hết bây giờ rồi, thấy hình rồi. tại vì đang vừa vừa nói Zoom vừa coi xem tivi em xem nhạc, tôi nghe đỡ nhạc, em đang nghe kìa Dạ lần nhạc Lam Phương. xin lỗi vì lần đầu tiên có trở ngại chút, thành ra chưa có ready. Anh Thiều Minh, tại sao mà cái miệng anh nói đó, cái lời nó ra trước mà cái miệng nó nhép sau? À, bởi vì tôi nói qua một cái hệ thống monitor. À, thế hả? Thấy em khỏe hơn Ok, rồi, cảm ơn em. bây giờ mời anh chị Im nghe. lặng. Ok, Tan quên từng biển đã quanh sân trường.
Ủa sao mình đi video qua bên YouTube mà. My name is Foxy. I have a new robot. What is your name? YouTube I'm Riley. It's nice to meet you, Riley. YouTube rồi anh Cao. Ready for bed. Cái lỗi chú. I love. Đúng rồi. Thấy rồi. Trời đẹp lắm, Cali trời đẹp lắm. Nắng vàng bay, phơ phất cánh hoa tươi. Bạn bè tôi, những nghệ sĩ yêu đời. Gặp gỡ nhau, chuyện trò thân mật quá. Anh đâu có nói gì được. Chúng ta không bao giờ xa lạ. Những vần thơ nên duyên đời có gì hơn gặp được bạn hiền trên đất khách quê người tình tri kỷ cùng vun xới mảnh vườn đầy thi vị một mảnh vườn văn nghệ đẹp như tranh nắm tay nhau ca hát dưới trời xanh nhạc thơ đã sẵn sàng cùng cất bước bạn bè của tôi chung lời nguyện ước đem tâm tình chia sẻ tiếng thời gian tình nghĩa văn chương tha thiết muôn vàn là lời ca của cung đàn reo san là nguồn thơ sang người trên ánh mắt các bạn ơi thơ nhạc vẫn tràn đầy khung trời xanh nắng tỏa bỗng hồn say khung trời xanh nắng tỏa bỗng hồn say trời đẹp lắm, Cali trời đẹp lắm. Nắng vàng bay, phơ phất cánh hoa tươi. Bạn bè tôi, những nghệ sĩ yêu đời. Gặp gỡ nhau, chuyện trò thân mật quá. Vì chúng ta không bao giờ xa lạ. Những vần thơ ý nhạc kết nên duyên đời có gì hơn gặp được bạn hiền trên đất khách quê người tình tri kỷ cùng vun xới mảnh vườn đầy thi vị một mảnh vườn văn nghệ đẹp như tranh nắm tay nhau ca hát dưới trời xanh nhạc thơ đã sẵn sàng cùng cất bước bạn bè của tôi chung lời nguyện ước đem tâm tình chia sẻ tiếng thời gian tình nghĩa ăn chung thấy hết mọi người trên một cái screen rồi là lời ca. Giờ thấy được 4 người trên screen là nguồn thơ sang người trên ánh mắt các bạn ơi thơ nhạc vẫn tràn đầy khung trời xanh nắng tỏa đang nghe anh Trần Quang Hải với lại Bạch Yến ngày xưa lắm đấy khung trời xanh nắng tỏa mộng hồn say khung trời xanh chẳng hạn không hôn say.
Thank you, anh Minh. Thank you, anh Minh. Chào. Bravo. Thank you, Vinh ơi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình. Trước hết tôi xin tự giới thiệu là Nguyễn Thiều Minh, một thân hữu của Nhân Ảnh Văn Văn và Tiếng Thời Gian. Chúng tôi cũng có đi sinh hoạt ở cộng đồng và gặp anh chị em rất là nhiều lần và rất thích cái sinh hoạt của anh chị em. Thì trước hết chúng tôi thấy hiện tại ở trong cái phòng của chúng ta có tất cả là 11 người. À, nếu trước hết nếu mà anh chị muốn thấy tất cả cái tên đó, thì anh bấm vô chữ cái participant, tức là những người tham dự đó, thì anh sẽ thấy tất cả những tên của những người hiện ra. Rồi, cái điểm thứ hai tôi muốn nhắc lại là khi một người nào đang nói chuyện thì cái này nó không có nói một lúc được. Thành ra nếu một người nói chuyện thì tạm để cho người đó nói chuyện. Mình muốn nói thì mình raise cái hand lên, hoặc là mình bởi vì có nhiều cái tiếng ở ngoài nó vô, thành ra tôi không có nói được. Đó, khi mà mình không muốn cái tiếng ở ngoài ảnh hưởng vô thì mình bấm chữ cái mute, tức là mình sẽ không nghe cái tiếng của mình nói lên. Rồi, điểm thứ hai là nếu mình không muốn hiện cái hình của mình lên thì mình bấm stop video thì nó sẽ không thấy hiện lên. Và một cái nữa là cái rename cũng rất là quan trọng. Khi muốn rename thì mình bấm participant lên, rồi mình thấy cái tên của mình trong đó, rồi mình bấm cái tên bấm lên thì mình sẽ rename cái tên mình muốn cho đúng để người ta có thể nhận diện được mình. Rồi thì muốn rời khỏi lum thì mình bấm cái chữ leave in. Rồi còn muốn xem toàn bộ thì mình bấm view, xong rồi bấm view gallery. Bình thường thì nó là speaker talk, tức là người nào nói thì cái hình người đó sẽ hiện lên trên screen. Còn nếu mà mình bấm gallery thì mọi người sẽ thấy ở trên tất cả. Thì đại khái như vậy. Sau đây tôi giới thiệu anh Trần Việt Hải. Anh Trần Việt Hải có vài lời gì nói với anh chị em. Cảm ơn anh Thiều Minh đã mở cái Zoom nơi này, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mỗi tuần. Xin chào tất cả quý anh chị em khắp nơi, từ Cara Như Duy Pháp, anh Trần Quang Hải, Christina, chị Thủy, Thanh Hương, Thanh Lan, rất nhiều một người, anh Y Sơn dù không thấy mặt. Xin tổng chào các anh chị, từ đây về sau chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Cảm ơn anh Minh, tôi xin trả lời cho anh Minh. Dạ, mời anh Sơn chào tất cả quý vị. Dạ, bây giờ anh chị em có thể tự giới thiệu. Anh Lê Duy trước đi, anh Lê Duy. Mời anh Lê Duy. Dạ, Lê Duy ở Canada. Xin chào tất cả các anh chị. Đây là lần đầu tiên Duy được tham dự một cái chương trình đông và vui như vậy do anh Việt Hải giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Nhà sĩ dạ. Lê Duy là con trai của nhà sĩ Lê Duy bên Mountain. Dạ, xin chào bác sĩ Lê Duy. Xin mời thầy Trần Quang Hải. Ai bị hướng tôi hả? Dạ, dạ. Đó, tôi là Trần Quang Hải. Sao không thấy thầy Trần Quang Hải?
Con nói thôi lần chung rồi anh Trần Quang Hải. Không thấy thì không thấy không vậy. Rồi rồi thấy rồi. Thấy không? Ok, rồi thấy rồi vâng. Đó, tôi rất là vui mà được có mặt trong cái buổi họp đầu tiên của do cái ban của mình là tiếng thời gian và nhân dân nghệ thuật, thì cách đây 2 năm rồi tôi được hội này mời tôi đi sang Mỹ, thì tôi có được gặp hết đa số tất cả những anh em ở trong ban này và có dịp trao đổi với nhau, và thấy rằng các anh em làm việc rất là chặt chẽ và thương yêu với nhau, là nhất là được hội ở tại nhà của Linda đã tổ chức một cái buổi rất là vui, và đã gặp anh Nguyễn Quang Huy là người bạn năm xưa gặp ở Paris, là gặp nhau và được anh ấy tiếp đãi cho ăn những cái món ăn của Pháp giống như foie gras hay là bœuf bourguignon, những loại fromage. Sau đó thì được uống rượu đỏ, rượu Pháp, và được có dịp là có một buổi chiều đó thì được ghé ở nhà anh Huy, và hai anh em cùng nhau nói chuyện, và tôi ngủ một đêm ở tại nhà anh ấy. Hai anh em ngủ nhau, như tôi sợ nhất đó, là khi mà tôi ngủ thì tôi ngái to quá, tội nghiệp ảnh phải ráng chịu đựng suốt đêm để mà nghe tiếng ngái của tôi, rồi sau đó buổi sáng thấy mặt ảnh bơ phờ, tôi thấy tội nghiệp quá, tôi nói xin lỗi, tại bởi vì tôi là người hay ngái, mà ngái của tôi là ngái lớn lắm chứ không phải ngái nhỏ đâu. Mà bởi vì tôi học cái cách mà hát đồng song thanh lắm, thì cái giọng của tôi bây giờ nó giống như là giọng của mấy con bò rống lắm. Tôi ngái là ngắt là anh Trần Quang Hải đang chơi nhạc chứ đâu phải ngái đâu. Dạ, cảm ơn anh Trần Quang Hải. Đây này, em đang xem anh Trần Quang Hải hồi xưa đây. Đó, thành ra tất cả những chuyện đó cho thấy rằng hôm nay tôi đến đây đang xem anh Hải hồi xưa đấy. Tất cả mọi người, và xin chào, tổng chào tất cả anh em, và rất là vui được gặp anh Lê Duy ở bên Canada, là tôi chưa có dịp gặp, mà tôi biết là tôi có gặp anh Lê Vinh, là tôi có ở trong cái trang nhà của anh Lê Vinh và có viết một vài bài, nhưng rất tiếc rằng bây giờ là anh ấy đã ra đi rồi. Là xứ Việt Nam đã mất một nhân tài về âm nhạc, về tân nhạc. Dạ, cảm ơn giáo sư Trần Quang Hải từ Paris. Sau đây tôi xin giới thiệu nhà văn Thúy Bùi. Thúy. Tôi là Hồng Thủy, xin kính chào tất cả các anh các chị. Tôi thì được anh Việt Hải mời vào nhân văn nghệ thuật với tiếng thời gian lâu lắm, nhưng mà chưa có bao giờ có dịp nói chuyện trò với các anh các chị, cũng như là gửi bài vở gì lên website của chúng mình hết. Thì hôm nay xin hân hạnh chào tất cả các anh các chị. Và có nghe nói là anh Việt Hải có ý định là rủ một số các anh các chị đi qua bên thưa tôi ở Maryland, nhưng mà cách Virginia với Washington DC chừng 45 phút thôi. Thành ra là quý vị sang thì có thể đi coi hoa anh đào hay là thắng cảnh của Washington DC rất là tiện. Thì nhà thì thưa các anh các chị, nhà cũ mà nhỏ nhưng mà có 4 phòng, thì có thể mời các anh các chị ở trong 4 phòng, nếu mà thêm cái family room, mấy cái phòng khách cũng rộng. Nếu mà các anh các chị không có ngại ngủ sleeping bag thì xin cứ mời, càng đông càng vui. Thì sang thì chúng tôi sẽ đưa quý vị đi ngắm thắng cảnh của vùng thủ đô. Nhà chật nhưng mà lòng thì mở rộng, thành ra là welcome tất cả các anh các chị sang chơi. Dạ. Được, cảm ơn nhà văn Hồng Thủy. Sau đây tôi xin giới thiệu Melinda Lưu. Mời chị. Chưa thấy hình nha. Hey. Ủa sao Khánh đang mời, biến mời chị rồi? Lưu. Mời chị. À, tôi xin nhắc lại
quý vị làm sao để cái hình của mình ở giữa cái màn ảnh thì mọi người sẽ thấy tốt hơn. Không thấy. Thế hình là mà không nói. Đây nói đi đây. Mời Melinda nói chuyện. Mời mời chị Linda. Chị Linda đang để nhạc, thành ra chắc. Dạ, thưa, rong rong. Dạ thưa anh không. Dạ. Em mà. À, đó là chị Thanh Hương. Chị Thanh Hương ơi, chị tắt cái nhạc đi được không chị Thanh Hương? Đây đây, vâng vâng, đúng rồi chị Thanh... Đâu phải nhạc của mình đâu, nhạc ở đâu chị, đây xin chị tắt đi, tại vì cái nhạc có interfere hết mọi thứ hết. Không có nghe thấy đâu, nhạc của ai không phải nói, not my music. Ok. Không phải nhạc của mình đâu nha, mình nhạc mình không có mở đâu. Thôi để tôi check lại. Đây này mình không thuê, mình đã tắt, nãy không có nghe nhạc. Nhạc của ai đang để đấy. Thôi mời, mời chị. Mời chị cứ nói lên đi, không sao. Dạ, dạ, Khánh, dạ em là Melinda Khánh Lan. Xin được chào tất cả các anh chị. Đây là lần đầu tiên chúng ta thử cái screen này và nó em thấy nó work out very good. Điều thứ nhất là Khánh Lan xin có một vài ý kiến là cái bài nhạc hồi nãy bạn bè tôi mà anh Kiều Minh cho nghe đó, có lẽ chúng ta nên dùng cái đó để mà mở đầu cho một cái chương trình từ nay trở đi, tại vì em thấy là nó rất là hay và nó bao gồm tất cả mọi ý nghĩ. Điều thứ hai, cái ý kiến của em là trong cái website này thì em có thấy anh Kiều Minh đề là văn hóa tân văn và tiếng thời gian. Em không biết đây là một cái tên rõ ràng khác biệt với lại nhân ảnh tân văn và tiếng thời gian hay như thế nào. Tại vì nếu chúng ta dùng cả hai cái tên trong cùng một lúc thì có thể người vào cái link này sẽ bị lẫn lộn giữa hai chương trình. Thì em muốn... rõ ràng là anh Kiều Minh có thể cho chúng em biết là hai chương trình này là một hay là hai chương trình này là hai chương trình khác nhau? À, có thể là do typo thì tôi sẽ chị muốn dạ, để lại anh, sao? Dạ thưa anh, chắc có lẽ nên dùng là nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, tại vì đó là cái tên của cái hội của chúng em. Thì như vậy người vào và họ biết là đó là hai cái chương trình đều là của một chúng ta. Rồi bởi vì hồi trước tôi tham gia thì tôi thấy là để tân ảnh nhân văn đó, thành ra. Dạ, thưa anh, anh biết là anh Hải rất thích thay đổi tên. Vâng, không sao. Cái tên ngày xưa là nhân ảnh tân văn, nhưng mà về sau đổi là nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, và từ nay trở đi sẽ là nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian. Anh. Vâng, tôi sẽ thay cái đó, không có gì trở ngại. Dạ. Sorry for the confusion. Dạ. Ô không, dạ không sao, dạ không có gì cả, nhưng mà em chỉ muốn mình hợp thức hóa một tên để cho người nghe hoặc người đi vào cái link dễ nhận ra hơn, thưa anh. Dạ, không sao. Tân hóa, tân văn. Cảm ơn chị. Dạ. À, và hôm nay thì Khánh Lan cũng chẳng biết nói gì ngoại trừ chào tất cả các anh và hy vọng rằng khi mà nạn dịch qua thì chúng ta có dịp gặp lại nhau lần nữa. Và cũng xin mời tiện đây thì Khánh Lan cũng được xin mời tất cả các anh chị tham dự. Hy vọng rằng sẽ là buổi họp mặt đầu tiên của chúng ta vào tháng 9. Đó là buổi ra mắt sách của Khánh Lan. Và tiếp theo thì sẽ là tháng 10 sẽ là buổi ra mắt sách của anh Nguyễn Tường Cường. Và kế tiếp là tiệc Christmas của Hội Nhân văn Nghệ thuật và Tiếng Thời gian sẽ được tổ chức vào tháng 12. Và hy vọng rằng chúng ta có thể ngồi xuống và gặp nhau trò chuyện như hai năm trước đây. Đó là lời mời của Hội Nhân văn Nghệ thuật và Tiếng Thời gian, cũng như thay mặt anh Việt Hải mời tất cả các anh chị thành viên, giáo sư cũng như tất cả các thân hữu của Hội Nhân văn Nghệ thuật và Tiếng Thời gian. Xin cảm ơn các anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Anh Lan. Dạ. Bây giờ thì không biết là để tôi coi, hình như là lady first. Mời chị
Mời chị Jacqueline. Dạ vâng, em là Thanh Hương. Anh Hương. Chào các anh chị ở Nhân Văn Nghệ Thuật Tiến Thời Gian. Hình như trong cái link này là anh Thiều Minh để là Văn Hóa Tân Văn và Tiến Thời Gian. Nhưng mà dạ. mình là nhân văn nghệ thuật phải không? Dạ. Cái đó chị Khánh Lan. Anyway. Có trình bày rồi. Mọi người cũng gặp nhau, say chào các anh chị là coi một năm trời Covid mình không có gặp nhau. Bây giờ gặp ở trên Zoom vậy cũng là được biết các anh như anh Khoa, anh Trần Quang Hải và anh Quang, các anh thấy các anh khỏe mạnh là mừng. Thành ra với lại chị Hồng Thủy phải không? Chị Hồng Thủy Phong. Dạ vâng, chào chị. Dạ, bây giờ ở bên chị chắc là hoa đã tan rồi chị nhé. Dạ vâng, vì... hoa tan nhưng mà lại có hoa khác nở chị ạ. Mùa xuân ở đây đẹp lắm rồi. Chính ra là tháng mấy là đúng nhất là mùa hoa đang đào nở bên đấy chị. Thấy dạ, em thấy hoa nào là tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4. À, em sang đấy dự lễ ra trường các con mấy lần mà vào tháng 5 thành ra luôn chưa có được xem. Dạ. Vâng. Vâng, thưa chào các anh chị, chào tất cả các anh chị. Vâng, rồi hẹn lại gặp lại sau mùa Covid, mọi người sẽ gặp nhau. Vâng. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hương. Dạ, em là Jacqueline Thanh Hương. Vâng, dạ. Thanh Hương. Dạ. Dạ. Xin mời nhà thơ Thái Phạm. Tôi là Thái Phạm, một thành viên của nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian. Xin kính chào tất cả quý anh chị. Tôi xin dừng mạch lối lại cho một vị khác ạ. Anh ở San Jose hả? Dạ vâng. Vâng. Ngắn gọn rồi anh Thái. Dạ. Vâng. À, không biết vị nào chưa có cái giới thiệu thì có thể... Như anh Yến Sơn ha? Anh Yến Sơn như chưa thấy anh nói chuyện không? Anh Yến Sơn. Anh Yến Sơn ở Texas. Yến Sơn. Dạ mời... Yên Sơn, chào tất cả quý vị, chào Paris, chào Canada và chào San Jose và Nam California. Không thấy hình anh Yên Sơn. Yên Sơn đang chạy ngoài đường, nó không có được vô video được, chỉ có nói chuyện với quý vị, được nghe với quý vị cũng lúc được lúc không. Thì thôi xin lỗi kỳ này, lần sau lần họp thiệt thì mình sẽ Yên Sơn sẽ dành thời gian để mà vào cùng với quý vị. Rồi, cảm ơn anh. Anh đi xem nói về cái chuyến đi em sang California, anh đi xem. Vâng, anh xem sẽ qua California vào ngày 30 và 1 tháng 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Có lẽ trong nhân dịp này đó anh Thái với tôi có hữu ý với nhau là có thể in thử 10 cuốn, 10 tập 30 tác giả để quý vị cùng xem. Nếu mà được thì chúng ta sẽ in ra và ra mắt sách một thời gian nào đó. Thì hiện tại là chúng tôi đang thực hiện, hy vọng là một tuần lễ nữa thì chắc là có các bạn xem trước, anh Thái với tôi sẽ xem. Xong, nếu mà cả hai đều approve thì sẽ in ra và quý vị sẽ gặp nó trong ngày 30 tháng 6 vào buổi trưa. Chưa biết ở đâu Việt Hải phải không? Sẽ định anh nơi chúng. Trong sách anh Yên Sơn vừa nói sẽ tham gia có nhà thơ Hồng Thủy, sách 30 nhà thơ. Sang bên Hồng Thủy thì sẽ có nhà thơ Vũ Hối. Cuốn sách này làm đầu tiên tại vì nhà văn Vũ Hối. Hiện nay sức khỏe của anh Vũ Hối rất là yếu. Chúng tôi sẽ hy vọng gặp anh Vũ Hối năm sau tại Mariano, Virginia. Vâng. Yên Sơn sẽ xin kiếm một cái house của nhà chị Hồng Thủy nha. Rồi sẽ qua bên đó. Dạ. Anh Thiều Minh ơi, chắc có lẽ mời nhà văn Nguyễn Quang, anh Thiều Minh ạ. Dạ, dạ tôi mời. Dạ, kính lão Đắc Thọ. Dạ, dạ mời nhà văn Nguyễn Quang. Dạ, kính thưa quý vị, đây là một cái rất là hân hạnh được nhìn hết các anh em
Nhưng mà tôi mong rằng cái số của các anh em mình sẽ nhiều hơn nữa, đông hơn nữa và rộng rãi ở trên thế giới. Một ngày nào đó không biết, đây là một cái ý kiến rất là hay của quý vị đang phổ biến. Thứ nhất, điều thứ nhì đó là cảm ơn chị Thủy hôm nay gặp được hân hạnh gặp chị Thủy. Anh Việt Hải cũng nói nhiều lần, nhưng mà chị đừng có lo, tụi này rất là buổi đời. Không, không được hết vậy. Anh Quang, anh Quang 90 mà trông còn phương phi lắm anh Quang. Very good to see you on June 30th. Dạ, dạ bây giờ tôi mời quý vị ngồi thẳng thớm để tôi chụp một cái hình lưu niệm. Ngồi cho cái hình của mình ở giữa cái screen đó. Rồi chưa? Rồi. Rồi có anh Việt Hải đâu chưa đưa tay lên hình. Anh Việt Hải ơi, mở camera. Tôi. Anh Việt Hải ơi, mở camera tôi. Lên. Đó, ok. Rồi, tất cả mọi người cười lên nha, cười tươi lên. One, two, three, one more. Rồi, chị Hồng Thủy có vị nào sau lưng đó. Dạ. Rồi, one, two, three. Dạ, cảm ơn. Bởi vì tôi là cái nghề nhiếp ảnh thành ra nhiều lúc cũng hơi dạ mời quý vị tiếp tục chương trình. Cảm ơn anh Thiệu Minh đã làm cái chương trình Zoom. Dạ, bây giờ thì anh Việt Hải có muốn bàn về cái chuyện mà chương trình này trong tương lai không? Vâng, dạ, cảm ơn. Trước hết để tôi nói vài câu. Thì cái chương trình này rất là thịnh hành bây giờ, nhưng mà cũng ít người dùng sử dụng lắm, bởi vì có thể là chưa có quen thuộc. Thì có thể chúng ta có dùng để làm văn nghệ cũng được, tức là mọi người có thể ca với một cái ban nhạc của mình, thì người rồi hoặc là ca theo kiểu karaoke, hoặc là ngâm thơ, hoặc là khi mà hot có thể provide những cái slide show của quý vị, nếu mà quý vị cung cấp thì nó cũng được, và ca hát cũng thoải mái đó. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể thực hành được nếu quý vị muốn, tức là chúng ta có thể là một cái buổi văn nghệ bỏ túi. Rồi bây giờ trở lại cái chương trình, mà nếu mà anh Việt Hải và anh chị em trong group muốn tổ chức chẳng hạn như là định kỳ hàng tháng, hàng tuần hay là hai tuần lễ, thì cho tôi biết trước khoảng một tuần lễ để tôi set up. Thứ nhì là thì mỗi cái chương trình cũng có MC, có tổ chức thì nó hay hơn. Đó đó, thì tôi cũng mong anh chị em thảo luận, và chương trình của chúng ta có thể kéo dài từ 1, 2 giờ hoặc là hơn nữa nếu anh chị em thích. Và cái số người tham dự hiện tại là 100 người. Nếu mà chúng ta có thể huy động hơn thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện sau, tùy theo. Tôi đã biết có chương trình lên tới 600 người. Và một cái điều nữa là khi ví dụ như là một cái stream này á, nó chỉ cho ví dụ như là 8-9 người thôi. Nếu mà quý vị muốn thấy tất cả thì dùng cái tay của mình đưa qua trên cái màn ảnh đó, đưa qua trên màn ảnh thì nó sẽ qua cái màn thứ nhì, màn thứ ba, màn thứ tư, sâu, tức là có thể thấy tất cả mọi người đó. Ngoài cái việc mà thấy một người như vậy
thì chúng ta có thể thấy tất cả mọi người. Đó. Rồi sau bên này, tôi xin nhường lời lại cho anh Việt Hải. Cảm ơn anh Thiều Minh. Ngày nay tôi xin tất cả các bạn ở các vùng như là Duy, anh Hải bên Bay, chị Thủy ở miền Đông, anh Yên Sơn ở tất cả. Mỗi tuần chúng ta nên nói về vùng của chúng ta nếu có những tin tức mới về văn học nghệ thuật, âm nhạc nha. Và anh Quang, anh ơi, anh Quang cho biết tác phẩm nào anh Quang sẽ ra mắt. Đó là một chuyện. Thứ hai là các bạn ở xa như là Duy, anh Hải đã chích ngừa chưa? Đa số bạn bè bên California, bên Mỹ đã chích ngừa rồi. Xin anh Hải và Duy cho biết về tình trạng chích ngừa bên hai nước của hai anh em. Anh Hải với Duy. Anh Hải và Duy chích ngừa chưa? Dạ, Vinh Duy thì cái bếp thì chậm lắm. Cho phép xin phát biểu. Dạ mời. Đó là như thế này, mình làm sao mình coi có cái chương trình vì mình phải hoạt như thế nào. Thí dụ anh em có ý kiến gì phải gửi về đâu. Mình phải có một cái chỗ, cái central, cái chỗ cái, cũng như là headquarter. Tất cả anh em có ý kiến gì xin gửi tới để mà mình làm cái chương trình cho kỳ tới mỗi lần. Thí dụ như là bây giờ anh em chị em quyết định làm gặp nhau mỗi tuần hay là hai tuần để cho ban tổ chức có thì giờ sắp xếp. Xong rồi tất cả những ý kiến gì của anh chị em trong tương lai xin góp về cái headquarter của mình đó, để mà cái người chủ trương của cái chương trình sắp xếp cho cái kỳ tới như thế nào, thì tất cả ý kiến gì của anh em đều góp về một chỗ. Vậy thì tôi đề nghị không biết ai có thể đảm trách được cái chuyện đó, hay là anh Hải chẳng hạn, để mà mình có một cái chương trình mỗi lần mình gặp nhau mình có cái chương trình để mà mình nói, mình biết nói cái gì và tương lai của cái buổi họp tới như thế nào. Đó, tôi xin hai đề kiến. Dạ, cảm ơn anh Quang. Mình có ba cô có thể giúp mình được. Thứ là chị Hồng Thủy, thứ hai là Khánh Lan, thứ ba là Thanh Hương. Chúng ta mỗi tuần có thể viết ra những tin tức vui buồn. Buồn là tang lễ chia buồn nếu có. Vui là những buổi ra mắt sách ra CD. Rồi mời chị Hồng Thủy. Dạ thưa anh, không biết là các anh các chị sao, nhưng mà riêng tôi thì chắc mỗi tuần thì thưa chắc không có tham dự được, tại vì cái ngày thứ bảy thưa anh cũng có nhiều việc bận quá, mà nếu mà mỗi một tuần thì chắc tôi không có tham dự được mỗi tuần, nhưng mà sẽ xin là nếu mà bao giờ tôi được thì tôi sẽ xin là họp mặt, nhưng mà chắc mỗi tuần thì tôi cũng hơi bận nữa, thành ra là giờ tôi có ý kiến. Tôi nghĩ trước hết là mình mời một vị làm chung coordinator để mà lo cái chuyện này thì có vẻ nó tốt hơn. Dạ. Chẳng hạn như là chị Khánh Lan hoặc là chị Thanh Hương. Đó, tùy theo anh chị em quyết định. Dạ thưa anh, em được ý kiến. Đây là Khánh Lan. Thưa anh, em đồng ý với chị Hồng Thủy. Bởi vì nếu mà mỗi tuần mà chúng ta họp thì cái chương trình nó sẽ loãng đi, thứ nhất. Và thứ hai nữa đó là chúng ta không có chủ đề để mà nói chuyện. Tại vì em nghĩ là đây là một cái chương trình mà mình trong tương lai chúng ta sẽ nationwide, là cho tất cả mọi người trong nước Mỹ, thì chương trình chúng ta phải chuẩn bị một cách chín chắn hơn, như là đầy đủ hơn. Và nó có cái chủ đề rõ ràng. Thành ra em nghĩ là một tháng một lần có lẽ là tốt hơn.
để chúng ta có một, nếu mà 2 tháng thì cái thời gian quá xa, sợ là nó sẽ cũng loãng đi. Thành ra em nghĩ là 1 tháng một lần có lẽ là hợp với chúng ta. Và về vấn đề chọn ai sẽ là cái người lo về cái chương trình này, thì thưa anh, cho chúng em có một buổi họp để có thể cử ra một người nào đó có đủ khả năng cũng như có đủ trách nhiệm để mà giữ cái chương trình này. Vì đây là một cái chương trình cũng rất là khó khăn và cũng như là rất là đặc biệt. Thành ra tháng tới, tức là tháng 5, chúng em sẽ có một buổi họp cho ban tổ chức và hội sẽ chọn ra một người để lãnh cái trách nhiệm này. Về phần em xin không dám nhận, là tại vì em cũng quá nặng nề trong vấn đề của hội. Thành ra xin được giao lại cho một chị hoặc một anh nào có khả năng hơn. Thành anh cho xin khiếu lại. Đó là ý kiến của em. Dạ, tôi chỉ nêu cái đề nghị thôi. Còn cái đó là quyết định của tất cả anh chị. Cho tôi chỉ là trong tương lai tôi chỉ sẽ quản trị cái room. Nhiều lúc tôi lên đây rồi tôi sẽ giao cái quyền host lại cho anh chị em nào có cái nhiệm vụ đó. Rồi tôi sẽ chỉ dẫn thêm những cái bước tiến mà mình phải làm. Khi có nhiều lúc mình spotlight, tức là ví dụ như một ca sĩ lên trình bày thì mình sẽ đưa người ta lên trên sân khấu, đại khái nhiều cái việc như vậy lắm đó, thành ra tôi nhường lời lại cho anh chị. Dạ, thưa anh, em xin một câu hỏi nữa là cái người mà phụ trách chương trình này có cần phải có cái background là về computer hoặc là về lĩnh vực đó không anh, hay là ai cũng có thể làm được? Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được, nếu mà mình hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn thôi, không có gì trở ngại đâu, cũng dễ lắm. Dạ. Nếu mà chị xài computer được, chị xài laptop được, chị xài iPhone được là chị có thể chị handle được. Dạ. Dạ. Cảm. Dạ, cảm ơn. Thưa anh Thiếu Minh, xin phép là anh Thiếu Minh, thí dụ như ai có sinh hoạt chi đó, thí dụ như có một buổi lễ chi đó, người ta có thể gửi đến anh cái video để mà anh phát ra trong lúc thí dụ anh em mình đang nói chuyện nghe chẳng hạn, có được hay không ạ? Được, tôi sẽ phát được, không gì trở ngại. Vậy thì là mình có rất nhiều là nhiều sinh hoạt chẳng hạn, thành ra mỗi lần anh em được cập nhật cái tất cả những sinh hoạt của anh em của chúng mình. Và tôi thấy cái đó rất là hay, thắng dữ mà. Hoặc là hình ảnh tôi có thể làm slideshow, hoặc là anh có thể tổ chức một cái buổi ra mắt sách online nếu mà anh muốn. À, vậy thì quá tốt, anh em mình thiếu gì văn nghệ sĩ. Dạ, đúng rồi. Anh Văn Khánh Lan chứ. Đề nghị là anh mời được anh Quyên Di đó. Mời anh Quyên Di vào có thể chỉ dẫn những cái gì cần chỉ dẫn, hay anh các anh có thể chỉ dẫn online như vậy cũng tốt. Dạ, anh Quyên Di là anh chuyên dạy ở trên cái này cả năm nay. Dạ. Nhưng mà hôm nay không thấy anh tham gia. Dạ. Anh Quyên rất bận, anh chú em rất bận. Dạ, chắc bữa nay anh dạy, bận dạy. Dạ. À, thì bây giờ thì chúng ta cũng được 1 giờ rồi. À, tùy theo anh chị em, mình có thể tâm tình hay là muốn nói những cái ý tưởng gì của mình về cái hiện tại cũng như là trong tương lai thì mời tất cả anh chị mở lòng. Dạ. Anh Hải thôi. Karan nên nói vài lời, nói thêm. Em hả? Vì em không biết. Trước khi mình chấm dứt đó thì là tôi muốn biết là mình đã quyết định chưa, mỗi anh em mình có thể gặp mỗi 1 tháng 1 lần hay là bao nhiêu anh em chưa quyết định?
Dạ thưa anh, có lẽ chúng ta đợi tới cái buổi họp để nội bộ chúng ta nói về, cũng như là mình nói về cái đó trước khi mình tuyên bố là như thế nào. Thành ra như trước em đã trình bày với các anh chị là tháng 5 này chúng ta, ban tổ chức sẽ có, như là nội bộ sẽ có một cái buổi họp để có thể quyết định là chúng ta nên tổ chức như là gặp mặt nhau mỗi tháng và ai sẽ người sẽ đứng lên chịu trách nhiệm về chương trình này. Để trước khi chấm dứt chương trình, Khánh Lan cũng xin phép anh Việt Hải và tất cả các anh chị nói sơ qua về cái chương trình của dự định, những cái dự định của hội trong tương lai về những sinh hoạt của hội. Thì như các anh chị đã biết, một thời gian khá lâu chúng ta không có gặp mặt nhau cũng như hội họp, các bạn nhớ nhau lắm rồi. Thì cái chương trình lúc đầu dự định đó là tháng 7 chúng ta sẽ có một chương trình của cho anh Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng hội đã chuẩn bị, như là chúng em đã chuẩn bị, nhưng anh Trường Sa lại ở Canada và chưa có chích ngừa, thành ra anh hơi do dự về vấn đề đó, và có thể chúng ta sẽ lùi cái chương trình lại qua sang năm để cho sự an toàn hơn. Nếu cho phép và tất cả, nếu như là chính quyền cho phép và mọi sinh hoạt được trở lại, thì cái buổi đầu tiên sinh hoạt của chúng ta sẽ là cái buổi ra mắt sách của em vào tháng 9. Ngày và giờ thì cũng đã quyết định nhưng mà chưa chắc chắn hẳn. Và tiếp theo đó thì tháng 10 là buổi ra mắt sách của anh Nguyễn Tường Cường. Và kế tới là như mọi năm, chúng em hội sẽ có một cái buổi đón như là mừng Giáng sinh cũng như là một năm mới, và để các thành viên gặp nhau trò chuyện, quây quần ngồi bên nhau. Tiếp theo đó một cái chương trình mà rất là nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, rất là hãnh diện, và có thể đây là một bước tiến cho chúng ta, đó là chương trình do em nghĩ là do nhà thờ Công giáo của anh Nguyễn Văn Liêm tổ chức hàng năm, gây quỹ cho các chiến sĩ thương binh Việt Nam Cộng Hòa cũng như các tù nhân chính trị. Thì năm nay anh có nhờ hội đứng lên để tổ chức và lãnh về vấn đề văn nghệ. Thì em và chị Lâm Dung là trưởng nhóm của nhóm nhạc Tính Thời Gian, đã bắt đầu chuẩn bị cái chương trình và hoạch định cái chương trình để chúng ta có thể có một cái buổi trình diễn livestream vào ngày vào tháng 12 ngày mùng 4 2021 trên đài 57.14. Thì hy vọng rằng lúc 6 giờ chiều, và hy vọng rằng đây là một bước tiến cũng như là một sự thay đổi lớn lao cho nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian. Tôi xin thêm ở đây chút, cái chương trình của chúng ta đây có thể live stream trên Facebook và YouTube ngay cũng được đó. Thành ra nếu mà mình, những người ở xa họ không vào cái Zoom được thì họ có thể xem ở trên YouTube và Facebook. Tôi bây giờ thì tôi có thể truyền hình trực tiếp trên Facebook, còn YouTube thì tôi đang nghiên cứu thêm. Dạ, thưa anh, vậy thì rất là vui, là tại vì như vậy mỗi lần mà tụi em tổ chức, cũng như hội nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian tổ chức, sẽ liên lạc với anh và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó, tại vì cái đó rất là, em nghĩ là rất là hay, và đó là một bước tiến rất là cần thiết cho hội trong tương lai, thưa anh. Và cái chương trình hôm nay tôi cũng có đang record, thì tôi sẽ post lại để cho những anh chị em không có tham gia hôm nay có thể theo dõi được, nếu anh chị em cho phép. Dạ, thưa anh, cái đó là chắc là anh Việt Hải anh có thể nói vài lời. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là anh có thể gửi cái record đó tới cho anh Việt Hải để anh Việt Hải có thể gửi đi, tại vì anh Hải có cái master email của tất cả các anh chị đó anh. Thì anh Việt Hải ơi, anh lên tiếng đi, chúng ta có cho phép anh Kiều Minh. Cái record này là tôi bỏ trên Facebook rồi
anh sẽ link vào đó để giới thiệu cho mọi người được. Chứ nó nặng lắm, nó không thể nào gửi qua cái email được. À đó. Vâng. Dạ. Thôi mời anh Việt Hải. Xin phép tất cả các anh chị, anh Hải, Duy, chị Thủy, anh Liên Sơn, anh Thái, các bạn các người đồng ý cho chúng ta phổ biến cái buổi hội luận hôm nay nha. Để xin tất cả các anh chị cho phép để phổ biến cái buổi hội luận ngày hôm nay và trong tương lai luôn. Nếu mấy anh chị nào mà không muốn phổ biến, xin cho tôi hay là anh Minh biết ha. Dạ được anh Hải. Dạ tôi cũng có chụp một số hình, thì tôi sẽ check là những hình nào rõ thì tôi sẽ gửi cho anh Hải. Vâng. Vâng. Cảm ơn em. Hy vọng trong tương lai số người tham dự sẽ nhiều hơn. Nếu những buổi hội luận của chúng ta có ý nghĩa, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tham gia. Vì sao? Chương trình mình thật hay. Tôi đồng ý với cả Khánh Lan và chị Thủy nên làm một tháng một lần. Nếu làm một tuần lần, tôi nghĩ nó sẽ nhàm chán. Một tháng là có lẽ là thế nào. Anh Hải, bây anh có ý kiến không? Anh Hải và Duy, hai người ở xa nhất. Dạ được anh Hải, em thì không sao hết. Còn anh Hải, bây không, bây giờ tôi thấy đó là theo như lời đề nghị của em Khánh Lan, Minh Đa đó, với anh Lan Việt Hải đó, là một tháng một lần là hay nhất. Tại vì nếu mình là một tuần là nó quá cận ngày, mà lại là không cho phép chúng ta có đủ thời giờ để mà suy nghĩ hay là phát triển thêm một cái đề tài nào nhất định. Và mỗi một lần có cái buổi họp như vậy đó, mình nên để dành 15 phút cho một người làm diễn giả, nói về một đề tài nào đó, hay là làm tóm lược cái quyển sách của mình sắp ra, hay là đưa ra những cái dự án mà mình có thể làm trong tương lai. Như vậy đó thì mình sẽ xoay quanh cái đề tài đó để mà làm mỗi tháng, là để thông báo cho tất cả mọi người biết rằng hội này có những cái sáng tác về âm nhạc, về văn chương, về nhà thơ, tất cả những cái chuyện đó rất là quan trọng. Đối với những người xa giống như tôi ở bên Pháp thì có thể theo dõi được những sinh hoạt của các anh em ở bên Mỹ hay là ở bên Canada, thì sau đó đó thì mình có thể hoạt động cũng như anh Thiệu Minh nói rằng có thể là những cái chương trình đó không phải là mình phát ra gọi là nguyên vẹn, mà anh Thiệu Minh có thể cắt đi để làm một chương trình ngắn. Tại vì những người mà xem những chương trình đó có thể đâu có thể nào ngồi cả giờ hay là hai giờ để mà theo dõi một cái chương trình. Mình làm cái gọi là một cái resume, một cái tóm lược là ngắn gọn để cho biết là trong cái buổi họp đó nó có những đề tài nào quan trọng và có những ai được tham dự, thì như vậy mới thu hút được tất cả những người ở phương xa theo dõi, biết rằng giống như anh Nguyên Di hay là những người khác mà như em Thủy Vi làm ở đài truyền hình, thì tất cả những chuyện đó nó đưa tới một cái vấn đề gọi là giới thiệu nhiều mặt mới. Mỗi một lần gặp nhau là sẽ có một vài mặt mới đóng góp vào trong đó. Thì tôi thấy rằng đó là cái chuyện mà giống như em Lưu Khánh đã cho biết là một tháng một lần là hay, và đã được sự đồng ý của em Việt Hải. Chứ bây giờ mình hỏi nhau một tuần hai tuần thì quá gấp. Cảm ơn anh Hải. Cái ý kiến của anh rất là hay. Mỗi một tháng chúng ta sẽ đi qua một chủ đề, và cái chủ đề đó rất là rõ ràng, và như chúng ta giới thiệu một khuôn mặt mới của hội. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có cái cụ thể hơn là như thế này. Thí dụ như mình đã quyết định
mình đã quyết định một tháng một lần. Nhưng mà cái ngày mà mình họp đó làm sao mà cho dễ nhớ, thí dụ như là mỗi thứ bảy đầu tháng hay là chi đó không biết, nhưng để cho anh em nhớ là cái ngày đó là cái ngày của anh em mình họp nhau. Đó thì tôi không thì tôi sẽ quên, thì không biết ngày nào nó khó cho anh em mình nhớ để mà mình có cái buổi họp. Dạ tùy theo anh chị quyết định. Nói như anh Quân, như Huy nói đó, thì mình có thể lựa hoặc là thứ bảy đầu tháng của mỗi tháng, có thể là cái ngày đó ngày một tay, có thể là ba hai tay, ba tay, bốn tay, nhưng mà điều lúc hôm như samedi đi mua cái ngày thứ bảy đầu tiên, như vậy là ai nấy của mình có thể mình chuẩn bị sẵn, biết trước là cái ngày thứ bảy đó sẽ có một cái buổi họp, như vậy là khỏi có cái vấn đề mà hỏi tới hỏi lui là tháng này sẽ họp ngày nào, như vậy là rất tiện để mình có thời giờ để mà mình sắp xếp cái việc làm của mình và để đóng góp vào trong một chương trình nó hữu hiệu hơn. Tôi biết là cái buổi họp bữa nay là sơ bộ, thành ra có rất là nhiều chuyện chứ không phải ít, để mà mình cho để kiện toàn cái chương trình của mình. Thành ra mình phải hình như là phải họp một hai lần hay chi đó, trong lúc này anh em suy nghĩ để góp ý với nhau để cho kỳ họp kỳ tới mình có thể cụ thể hóa, có thể bắt đầu làm việc cái chương trình của anh em mình. Em có nói gì hơn? Xin nói đi em. em thấy rất là hay, nhưng mà bây giờ theo ý em á, nếu mà các anh chị nào chưa quen sử dụng đó, thì là mình có thể mình hẹn một vài người thân với nhau đó, 3-4 người lại với nhau, mình ngồi một lúc xong mỗi người cầm một cái điện thoại của mình hot cho người ta để người ta quen sử dụng dần lên, như vậy có thể là cũng tiện cho mọi người, tại vì cái lúng túng lúc đầu khi họ chưa vào được. Mà theo ý em là có thể là như vậy thôi, rồi sau đó thì chắc mọi người join giống mấy của anh Trần Việt Hải đó, mới đầu thì bây giờ anh quá nhiều member. Nhiều khi anh quên mất người này, quên mất người kia nữa đấy. Đó là ý của em. Mình có thể mình host by group, it's okay too. Mình có thể mình... Thế là có 27 ngàn người, em ơi, worldwide 20 người, thằng khá nhiều. Bây giờ người im lặng nhiều nhất là anh Thái, xin anh Thái cho ý kiến anh Thái. Hello. Nghe Thái. Dạ vâng, tôi thấy ý kiến quý vị nãy giờ tôi nghe rất là hay. Anh em tôi không có ý kiến nào thêm hết ạ. À cảm ơn. Anh Yên Sơn nói đi, Yên Sơn ơi. Thì tôi xin phép anh em quyết định, ví dụ như là cái ngày nào trong tháng mình em họp nhau trước hết, cái đó là cái quan trọng nhất. Em nghĩ cái ngày đầu tháng là chắc là the best one á, để người ta khỏi quên. Đúng. Vâng. À, quý vị cũng có thể đổi giờ à, thì cho tôi biết trước để tôi thích hợp với cái giờ. Dạ. Thêm nữa là cái buổi họp mình nó mấy tiếng đồng hồ, thêm 1-2 tiếng đồng hồ hay là bao nhiêu đó không biết. Dạ. Nhưng mà cái thứ bảy đầu tháng họp mấy giờ và nó cái thời gian là bao lâu? Chủ đề. Đó. Chủ đề, đúng. Thường thường thì tôi thấy từ mình cứ để 1 giờ thì tùy theo mình có thể du di được. Vâng. 1 giờ em ơi có ý kiến. Dạ. Em xin phép tại vì lần đầu tiên em mới gặp được chị Hồng Thủy trên Zoom, thì chị là một nhà thơ. Bây giờ mình đang chưa có cái chủ đề mở đầu, có thể chị đọc một bài thơ nào mới nhất của chị cho mọi người nghe không chị Thủy? Để có một cái gì nữa, nó hot hot một tí xíu cho cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị, nhưng mà mình đang bàn, chị ơi mình đang bàn, chưa có quyết định ngã ngũ về những cái mà chính đó, chị biết không? Vâng, nhưng mà giống như hôm nay mình có một chương trình. Thơ mình thì dở lắm, không có ra cuốn gì mà có mắc cỡ. À, ý chị Jacqueline là muốn
cho mình ten more, tức là time break chút, phải không? Vâng, đúng rồi, để cho cái giống hồi nãy mình nghe một bản nhạc, bây giờ mình nghe mà đọc một bài thơ, hay là anh nào có thể kể một cái joke nào vui vui để cái ngày hôm nay artist mình cũng có một cái gì để nhớ cho cái ngày hôm nay mình dập. Cho mình hỏi thăm đi, chị Thanh Hương ở đâu vậy? Chị ở Cali à? Em là ở California mà hiện giờ em đang thăm con em ở bên Las Vegas. Đang ngồi ở nhà con trai ở bên Las Vegas. Lần tới gặp em sẽ một cái khung cảnh khác, tại vì em lại về nhà bên Cali ạ. Yeah. Vâng. Cái Zoom này có hay là mình có thể xài trên iPhone, iPad, Samsung, laptop. Mà tốt nhất á, tôi thấy là iPad. Nếu mà quý vị có iPad thì vô iPad rất là dễ. Và lần sau chỉ cần click cái link mà moderator gửi đi đó, là quý vị vô trực tiếp, chứ không cần phải đánh cái meeting code hoặc là passcode nữa. Chỉ cần click cái link đúng giờ, click cái link đó là nó vô trực tiếp. Dạ, cảm ơn. À, sao xin phép lần nữa, tôi gài, có nhiều chuyện quá. Như thế bây giờ có ai là ghi lại tất cả những gì anh em mình nói, thí dụ cái biên bản, nói biên bản thì nó quá ấy đi, nhưng mà ghi lại để mà mình nhớ tất cả những anh Hải, anh Việt Hải rồi, chắc chắn là anh Việt Hải rồi đấy. Tôi có video recording thì tôi sẽ gửi là thì các anh chị em có thể dựa vô đó để viết lại giấy tờ cũng không sao. Dạ. Anh Thiều Minh lo cái đó phải không? Không, tôi không, tôi chỉ có trách nhiệm là video thôi. Còn tốt được là tôi không có, tôi không phải là member chính thức, thành ra tôi tôi xin cứu. Dạ, dạ. Tôi sẽ lo chuyện đó, anh đi với Thanh Linh, tôi xem là tôi sẽ viết rồi anh. Dạ, dạ. Việc Hải lo phải không? Vâng, anh sẽ lo. Bây giờ, để theo lời yêu cầu của chị Thanh Hương đó, thì vị nào chúng ta có 5 phút nghỉ, thì ai muốn ca hát hoặc là muốn muốn tâm tình gì đó tự nhiên trước khi chúng ta trở lại bàn cái việc mà giờ giấc. Dạ. Đề nghị cô Khách Lan kể một cái chuyện trong bốn cuốn Khách Lan ra mắt, bốn cuốn sách đang ra mắt, tiếp ba cuốn sách nữa là bảy cuốn. Khách Lan phải kể một cái chuyện ngắn của Khách Lan viết em. Sao phải xem. Anh Hải ơi, anh quảng cáo em quá, em cũng sợ luôn đó. Các anh chị, có lẽ là cũng một dịp may mắn để em có thể viết những quyển sách. Vì như các anh chị đã biết thì cái COVID nó làm cho chúng ta bị như là không có đi đâu được hết cả. Thành ra cái thời giờ rảnh rỗi, anh Việt Hải có nói Khánh Lan là tại sao em không viết chuyện đi. Thì hồi đầu thì em cũng nghĩ là em không muốn vô một cái lĩnh vực mà em sợ rằng em không đủ khả năng. Nhưng sau vài lần viết thì anh Hải nói em cứ thử viết coi như thế nào, thì em cũng mạo muội để viết một vài quyển sách, và cũng nhờ tất cả các giáo sư cố vấn cũng như các nhà văn Lão Thành giúp em giúp ý kiến, cũng như là cho em những cái lời khuyên phải như thế nào, thì em cũng mạo muội để ra mấy quyển sách và hy vọng rằng tất cả các anh chị ủng hộ cho. Em viết 4 quyển sách. Thì quyển sách thứ nhất đó, nó là về văn học. Em viết về những cái nhà văn văn hào lớn như được giải Nobel. Và quyển sách thứ hai là nhờ sự khuyến khích của nhà văn Nguyễn Quang, em đã mạo muội viết một truyện dài, đó là Dĩ Vãng Khôn Nguôi. Dĩ Vãng Khôn Nguôi kể lại những cái kỷ niệm của một người con gái
Ok. À, từ thời còn trẻ cho lên cho tới khi về già và nhớ lại cái cuộc đời của mình đã đi qua bao nhiêu chặng đường, bao nhiêu thời gian. Là quyển truyện ngắn. Ok, bây giờ em vừa mới doan với cái iPod thấy hình lớn hơn. Và quyển truyện cuối cùng là quyển truyện trinh thám. Em lấy tên là Thám Tử Lê Minh. À, thì bây giờ anh theo lời yêu cầu của anh Hoàng đấy. Nó echo quá. Rồi rồi, tôi tạm thời mưu rồi. Mời chị Khánh Lan tiếp tục. Trên cái iPad thì nó hơi ok bây giờ được rồi. Thấy thật rõ hơn. Dạ. Ok. Rồi mời Khánh Lan tiếp tục. Thưa thầy, lời theo lời yêu cầu của anh Hải thì em xin kể một chuyện mà em nghĩ là rất là tình cảm xã hội để nói lên sự hy sinh của một người đàn bà. Đó là chuyện Thủy Chung. Thủy Chung nói về một mối tình của một người sinh viên còn trẻ với lại một sĩ quan võ bị Đà Lạt. Hai người yêu nhau và khi chiến tranh ở Việt Nam bắt đầu bùng nổ và trở nên dữ dội thì cái người con trai đó từ giã sách vở và lên đường nhập ngũ tòng quân. Trong thời gian đó thì nước Việt Nam bị năm 75 là cái chiến tranh mà chúng ta không mong đợi, cũng là sự mất mát của nước Việt, của tất cả mọi người dân không mong đợi. Thì người con gái đó tên là Diễm Yểm. Thì Diễm cũng là một trong những nạn nhân và cô ta rời khỏi Việt Nam di tản. Khi di tản thì cái mối tình đó bị cắt đứt và người chiến sĩ đó thì ở ngoài chiến trường. Cô ta đến Mỹ và họ cập nhật cái đời sống bên Mỹ và em xin lỗi, em lẫn lộn với một cái khác. Là trước đó Uyển Diễm và cái người bạn đó là Bảo. Thì hai người yêu nhau và cuối cùng trước năm 1975 thì hai người quyết định lấy nhau vì cái tin đồn là các sinh viên nữ sinh thì sẽ phải lấy cán bộ như thương binh cộng sản nếu không có chồng, không có gia đình. Thì hai người quyết định lấy nhau trong vòng 3 tuần, như là trong vòng 3 tuần lễ hai người quyết định lấy nhau trước năm 1975. Sau năm 1975 thì như các anh đã biết là Cộng sản Bắc Việt nói rằng tất cả các chiến sĩ đều phải tòng quân hoặc là đi cải tạo chỉ trong vòng 3 ngày hoặc là 1 tháng. Thì Uyển Diễm lại là cái người nói chồng mình nên đi, tại vì cho nó xong đi rồi chúng ta có thể bàn luận tới tương lai. Thì khi khi anh Bảo này đi trình diện thì nó không phải là 1 tháng mà nó kéo dài tới 13 năm. Trong khoảng 13 năm này thì Uyển Diễm có đến thăm chồng và ý định với chồng là cô ấy có nên đi ra theo gia đình ra ngoại quốc hay không, di tản hay không. Thì Bảo nói rằng nên đi, là tại vì cứ việc đi thăm gia đình đi, rồi anh khi mà anh được ra khỏi tù thì anh sẽ đi sau. Nhưng mà định mệnh thì không có dễ dàng như vậy và nó rất là éo le. Và hai người xa nhau 15 năm. Sau khi ra tù thì anh vượt biên, anh Bảo vượt biên và qua bên Philippines. Thì Uyển Diễm bảo lãnh chồng qua. Và khi bảo lãnh được chồng qua rồi thì cái hạnh phúc nó bắt đầu.
và cô ta rất vui mừng. Trời cũng đãi ngộ những gia đình của Diễm, và chỉ một năm sau họ sanh một đứa con trai và lấy tên là Trịnh Gia Bảo. Trịnh Gia Bảo có nghĩa rằng gia đình đoàn tụ. Thời gian cứ trôi qua và cái hạnh phúc luôn luôn đầy ắp. Nhưng như các anh chị đã biết là định mệnh thì khó có thể mà thay đổi được. Và không phải là ai cũng có cái hạnh phúc của mình mãi. Một ngày kia, Uyển Diễm nhận được một cái điện thoại, một cú phone từ bệnh viện nói rằng anh bị stroke. Anh Bảo bị stroke và phải trở vào bệnh viện. Sau đó thì anh bị stroke rồi bao nhiêu năm cải tạo và học tập thì sức khỏe của anh yếu đi và anh trở nên bị bệnh quên lãng đó, cái bệnh Alzheimer đó. Và cái bệnh Alzheimer đó thì giết chết cái con người đó đi và làm cho anh ta không còn nhớ một chuyện gì nữa cả. Uyển Diễm lúc đó quyết định nghỉ làm và thích nghe chồng, như là nuôi chồng. Nhưng một thời gian ngắn thì cái sức của Uyển Diễm càng ngày càng đi xuống và cô ta khám phá ra mình bị bệnh ung thư máu và mất đi sau vài tháng. Thì sau khi mất đi thì Bảo được một người bạn giúp đỡ và chăm sóc trong thời gian còn lại. Đứa con trai cũng trở về để có thể giúp đỡ bố, nhưng mà em nó phải làm việc và những cái lúc em không làm việc thì nhờ cái người bạn của bố giúp đỡ. Một ngày kia anh Bảo tự nhiên cái trí nhớ trở lại và anh ta lăn cái xe lăn đến bên cạnh cái bàn thờ của vợ và nhìn lên tấm ảnh của Diễm. Bỗng dưng anh bới tay và kéo tấm hình đó xuống và ôm vào ngực. Rồi nghĩ một lúc, anh đặt cái tấm hình đó xuống xuống đùi và lăn chiếc xe lăn ra ngoài cửa. Khi lăn tới cửa thì anh ta cầm cái tấm hình lên và nhìn lại một lần cuối. Bỗng nhiên giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của anh và cái cơn đau tim của anh nó dâng lên và cái tấm hình nó rơi xuống dưới đất. Và đó là kết thúc cái cuộc đời của anh. Thì đó là một cái câu chuyện tình cảm mà anh Lam rất là thích và bỏ hết tâm trí vào để một cái câu chuyện vinh danh người đàn bà, cái sự hy sinh cao cả của một người đàn bà trẻ cũng như sự hy sinh cao quý của một người lính Cộng Hòa. Thì đó là Lam xin lỗi là không có chuẩn bị, thành ra nói nó không có được rõ ràng lắm. Thì chuyện này đã được đăng lên một số Nguyệt San cũng như là bán Nguyệt San cũng như các anh chị đã yêu thích nó và cũng là một trong những quyển truyện trong tuyển tập truyện ngắn của Khánh Lan. Đã xin cảm ơn Lan. Thưa quý vị, đây là cái truyện ngắn tình cảm sao tôi có nghe Lan kể anh em tôi các bạn và Lan chuyển thể sang kịch. Chúng ta sẽ có một vở kịch về cái chuyện ngắn tình cảm này. Và trong một người chúng ta hôm nay, cái người mà nói chuyện vui nhất có lẽ là anh Trần Hoa Bên Phê. Những ngày tháng anh sang Ba Cali, chúng tôi ở chung nhà, anh Hải kể nhiều chuyện vui hay lắm. Xin mời anh Hải kể một chuyện vui anh Hải. Dạ, trước khi nhà văn Trần Quang Hải, tôi xin cảm ơn chị Khánh Linh. Tôi là cũng một sinh viên sĩ quan Đà Lạt, tức là võ bị Đà Lạt. Tôi nghe cái chuyện này rất là cảm động. Dạ. Vậy thì anh phải mua quyển sách này nhé. Nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu ở trong cái diễn đàn của võ bị Đà Lạt. Dạ. Hay quá. Em cũng có một cái mối tình về hải quân. Thành ra trong đó em cố gắng viết theo tất cả các binh chủng để vinh danh tất cả các anh trong mọi binh chủng. Dạ, cảm ơn. Xin lỗi,
bố của Khánh Long là sư quan Nhã Dụ Đời Pháp, cùng thời với ông Nguyễn Khánh Long tướng Lam Sơn. Nếu bố đang mất sớm, nếu mà bố còn sau này sẽ lên hàng tướng anh mà anh Minh. Bây giờ mời anh Hải bay, anh Hải ơi, cho một cái chuyện vui để chúng ta chấp nhận anh. Thấy cái chương trình hôm nay nó cũng khá dài rồi. Thôi để khi nào lần tới rồi tôi sẽ tìm cách để tôi kể cái chuyện vui. Chứ bây giờ là 8 giờ rưỡi, mà ở bên Tây là 8 giờ rưỡi tối mà tôi chưa ăn cơm. Cái vấn đề là cái ẩm thực rất là quan trọng, mà lại là nếu kéo dài quá thì tôi không biết tới mấy giờ tôi mới ăn cơm tối. Mà giờ giấc giữa Cali và bên Pháp là cách nhau 9 tiếng đồng hồ. Ở bên kia thì có thể là chưa tới 12 giờ trưa, nhưng ở bên Tây là bây giờ là 8 giờ rưỡi tối. Mà tôi nghĩ rằng bây giờ chắc tôi xin hẹn để lần tới đi. Tại vì tôi phải chuẩn bị đi ăn cơm rồi, sau đó còn phải đi ngủ nữa. Bon appétit. Bon appétit. Dạ thì quý nào bận rộn thì có thể chia tay bằng cách là bấm cái leave in cái room á. Dạ. Bà cho xin phép. Trước khi anh em mà từ giã nhau đó thì tôi cũng quý anh quyết định lại ngày nào, giờ nào để cho thuận tiện, cũng như cho anh Hải chẳng hạn, cho kỳ tới mình gặp nhau. Dạ thưa, để chúng ta chấp dứt, tôi sẽ viết một bản tường trình ngắn về cái buổi họp ngày hôm nay và những đề nghị sắp tới. Xin cảm ơn tất cả 11 người gặp tôi, 10 người gặp tôi là mọi người đã hiện diện ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn anh Thiều Minh đã cho chúng ta một chương trình Zoom này. Anh Minh ơi, có lẽ chúng ta là chấm dứt tại đây anh Minh. Dạ, tôi nhắc lại một cái điểm kỹ thuật. Khi quý vị lên trên online thì nhớ đừng có để ánh sáng phía sau lưng mình đó, thì khi mà ánh sáng nó nằm phía sau lưng mình đó, thì mình sẽ không thấy rõ, người ta sẽ không thấy rõ đó. Thì chị Khánh, trường hợp chị Khánh Lan đó thì cái hình không được rõ lắm, kéo cái video lại. Dạ thôi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia buổi Zoom đầu tiên của chúng ta. Hy vọng rằng các anh sẽ có một cái chương trình rõ ràng và thời gian để chúng ta có thể bắt đầu trong những ngày tháng tới. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tổng chào. Cảm ơn anh Minh ạ.